máy cày Việt Nam 2018 các bạn, đang xế tắc nghiệp các bạn ơi. Rồi xế tắc nghiệp đó đúng. Hôm nay ba giặt này chạy xế ngon, mũi gọi nghe nó lúc lắm à, phải không? Đúng rồi. Hôm nay khô. La là chú quay đăng đăng lên là bà công an bắt luôn đó. Rồi, đói mẹ luôn. Đói mẹ luôn. Rồi, 2018 Việt Nam hôm nay sẽ chạy nhanh các bạn. Đăng lên YouTube thôi. Có bà có bấm điện thoại không? Hả? Có bấm điện thoại cảm ứng không? Có. Có bà lên YouTube coi. YouTube tên gì? Miền Tây Máy. Miền Tây Máy. Ừ. Tay máy. Giống như là gặp hai chiếc máy cày này à. Để xả giạc nè. Quay ngay vô luôn chú. Quay vô luôn hả? Kia lên thấy máy cày đi. Máy cày ấy luôn rồi. Quay đứng đứng trước màn hình xin chào đi. Rồi, xin trước màn hình xin chào đi. Sáng lạnh chết bà luôn hả? Wow. Con mặn nó dài. Đâu? Hình này rồi ngã rồi. Này bự lắm. Này là không cái đầu à. Có lớp 4, có lớp 4. Ngồi ngay chỗ à. Ngồi lấy ốc chuẩn không ngồi chỗ có cắt gách quần. Gì à? Ép. Gách quần nữa không? Ấy con đi qua làm gì? Cái chạy chút. Ừ. Nghe không có nè. YouTube ơi. Cái kia em ủa nó đi đâu là quay đi đó. Quay chiếc từ từ quay chiếc kia con. Quay là hai chiếc đâu được đâu. Mấy ai máy chú đây là bát á. Ừ rồi nè. Cái máy này ngờ là quay máy kia. Ờ. Để nó chạy lên bờ. Chạy lên bờ luôn thầy chú. Rồi. Miền Tây Máy. Cô hỏi cái gì đi. Đi đi. Coi coi nhớ bấm đăng ký nha. Đã chín luôn rồi. Cho like. Rồi xong bấm đăng ký luôn nha. Miền Tây Máy. Miền Tây Máy nha chú. Ờ. Tay máy không vô cái gì á, vô cô bé không, vô tôi bé bắt nhớ like máy. Like cho một like ừ. Một xe một lượt đăng ký luôn. Đi bấm đăng ký không để. Nhắn cái chuông luôn, nhắn cái chuông luôn rồi. Cái này chú phóng to kìa. 5 ý, 5 nhân. Đó là phóng to kìa, cỡ 5. Là thu nó lại gần lại đó. Mình ở đây mình quay tới đó được chứ mình không phóng to sao mình quay được phải không? Đúng rồi. Có xíu. Cái cái bát đó. Má sao gắn hay vậy? Không. Chứ con vợ này ra bỏ điện thoại vô rồi ép lại. Lấy cái đầu ra mù luôn. Cái con máy này cũng có đồ sạc. Này cái chú sạc con chú không. Đang xả
mình đi rồi. Chào bà con ơi, ôi chào bà con cái bọn. Còn không đổ chứ không có nước. Lúng rồi. Hồi nay có đâu có lúng gì đâu, hồi nay đất xô gan lúng gì đâu mày. Nó ngồi trước đó. Qua bình sông Bình Vinh á. Ta chụp bên á. Nhìn con Bình Vinh có máy nào bự đâu vậy? Không không có đầu rồi trời. Dạ. 14 với ba. Cái gì? 54 nào đó ông nội. Này háo dép luôn cái gì xế này lại đây gắn dép là cái gì chứ khô mới gắn dép cái này dép là gì rồi. Like, subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn. Để xem mình bị nhớ dấu mới và tài xế của 2013 có. Giờ các bạn coi. Đã già các bạn ơi. Xe đậu. Xe máy hồi nay mày không xé vòng lọc. Lúng có lúng con bỏ đó. Ở kia đó mày. Rồi. Ừ, nhỏ này quay ơi. Cái nhỏ quay coi.
nó cái đầu đó nó hơi lúng các bạn ơi. Yeah.